Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình chia sẻ những mẫu nhà đẹp được công ty chúng tôi tiến hành thiết kế trên 63 tỉnh thành. Và hôm nay tôi đang có một chuyến đi về tại xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh để tiến hành thăm lại một công trình nhà vườn mái Thái theo phong cách sân cổ điển được chúng tôi thiết kế cho gia đình chủ trường. Xin chào các bạn, tôi là Tuấn Anh đến từ phòng truyền thông của công ty cổ phần kiến trúc Kisato và chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình chia sẻ những mẫu nhà đẹp được công ty chúng tôi tiến hành thiết kế trên 63 tỉnh thành. Và hôm nay tôi đang có một chuyến đi về tại xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh để tiến hành thăm lại một công trình nhà vườn mái Thái theo phong cách sân cổ điển được chúng tôi thiết kế cho gia đình chủ trường. Và đứng bên cạnh tôi đây là chủ trường, chủ nhân căn biệt thự mà sắp tới tôi sẽ giới thiệu với tất cả mọi người. Và lời đầu tiên thì cháu xin phép được gửi lời chào đến chú ạ và gửi lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn đến toàn thể đại gia đình mình đã tin tưởng và lựa chọn dịch vụ thiết kế của bên công ty cổ phần kiến trúc Kisato ạ. Và chú trưởng có thể chia sẻ cho mọi người là từ khi mà bên cháu về đây phải tiến hành khảo sát thiết kế đến lúc mà nhà mình thi công lên một cái căn nhà vườn mái Thái hiện đại như thế này thì gia đình mình có thấy hài lòng với cái dịch vụ thiết kế của bên công ty mang lại cho gia đình không ạ? Rồi, xin cảm ơn anh em công ty thiết kế Kisato. Dạ vâng. Thì cái về mặt cơ bản thì công trình đơn vị thiết kế về tổng quan và cũng như cái ý định thiết kế của gia đình vâng ạ là cũng hoàn toàn hợp lý so với những cái điều kiện của gia đình được hưởng một cái cuộc sống trên cái căn nhà nó hiện đại và cũng là nguyện vọng của ông bà là cũng là rất là hài lòng. Dạ vâng. Ông bà còn có ý định là kể mà làm sớm được vài năm thì ông bà có khi lại còn khỏe thêm. Dạ vâng. Yeah. Và khi công trình này mình tiến hành là khởi công thì có nhiều người đến đây để thăm cái công trình của gia đình nhà mình không ạ? Về cơ bản thì ở cái địa bàn này thì ngôi nhà thì là trong ngõ sâu. Vâng. Nhưng về cái mối quan hệ thì cũng có nhiều người đến tham quan. Dạ vâng. Thì cũng đều thích những cái mô hình về cái ngôi nhà biệt thự vườn mái Thái. Dạ vâng. Và công trình này thì chú có thể chia sẻ cho mọi người là mình tiến hành thi công trong vòng bao nhiêu lâu được không chú? Công trình này thì bắt đầu khởi công là vào cuối tháng 6. Cuối tháng 6 năm 2019. Vâng. Hoàn thành thì là vào 26 tháng chạp, 26 Tết luôn đấy ạ. Và nhập trạch thì là vào đầu 12 tháng chạp. À vâng. Nhập trạch. Vâng. Và công trình này thì khi mà hoàn thiện xong thì chú có thể chia sẻ cho mọi người là để đi sử dụng được một công trình như này bao gồm cả nội thất ở phía bên trong thì là mình có bỏ ra chi phí khoảng tầm bao nhiêu được không ạ? Cái căn nhà này là về cái chi phí tổng toàn thể công trình trên diện tích là 1.060 mét. Vâng, là cả khuôn viên đấy ạ. Thì cả khuôn viên, cả nhà bếp phụ, công trình phụ ngoài. Vâng. Là rơi khoảng trên dưới 2 tỷ. Trên dưới 2 tỷ. Vâng. Và một công trình có giá trị hoàn thiện khoảng tầm 2 tỷ sẽ có gì đặc biệt thì lát nữa tôi sẽ giới thiệu với các bạn toàn bộ công năng, những cái mà chúng tôi đã tiến hành thiết kế cho gia đình chủ trường. Và bây giờ tôi sẽ giới thiệu với các bạn bộ bản vẽ mà chúng tôi đã tiến hành thiết kế cho gia đình chú tại xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Vâng, và trước khi đi vào thăm lại toàn bộ công năng mà chúng tôi đã thiết kế cho gia đình chú trường thì các bạn hãy ngắm nhìn toàn bộ những cái chi tiết mặt ngoài, những chi tiết kiến trúc được chúng tôi bố trí thiết kế cho gia đình chú. Thì các bạn có thể nhìn thấy toàn bộ cái phần công trình của gia đình chú thì được là chúng tôi thiết kế dựa trên cái toàn bộ chiều ngang của khuôn đất các bạn nhé. Và đây là một cái dạng nhà mái Thái được phát triển về bề ngang là chính. Và toàn bộ cái phần mái mặt tiền này thì chúng tôi kết hợp sử dụng cho gia đình chú là hai cái hệ mái chính các bạn nhé, kết hợp với một cái hệ mái nhỏ bên kia được gọi là cái chuồng cu.
Thì các hệ mái này thì đều được chúng tôi là bố trí thiết kế các cái ô thoáng, các cái con sơn, rồi các cái phù điêu, các cái chi tiết gạch thẻ để làm sao nó phải phù hợp với toàn bộ cái kiến trúc, nó phù hợp với cái tính thẩm mỹ và cái nguyện vọng của gia đình. Và cái phần thân thì được chúng tôi bố trí những cái nét kẻ là phân tầng, những cái nét kẻ chạy dọc, chạy ngang theo thân tường. Và những cái phần là ô cửa sổ thì đều được chúng tôi là thiết kế vào đấy những cái hệ mái ngói vậy để tăng thêm cái điểm nhấn cho toàn thể công trình. Và cái phần sảnh đón của công trình các bạn nhé, thì cái phần sảnh đón này được chúng tôi bố trí thiết kế làm sao nó phải rộng và nó phải phù hợp với toàn bộ cái kích thước ngang của công trình. Và ở đây chúng tôi thiết kế cho gia đình chú là hai cái hệ cột đỡ ở đây được được đắp to ra và kết hợp thêm cả cái nét kẻ chỉ ở trong được sơn giả đá các bạn nhé. Thì nó sẽ tạo ra một cái điểm nhấn nhà kiến trúc rất là đặc biệt cho toàn thể công trình của gia đình chú. Và ở đây thì gia đình chú sẽ sử dụng cái màu sơn chủ đạo là màu sơn trắng kết hợp với các cái phần cổ tường và cổ phía dưới bậu cửa sổ thì được gia đình chú thêm vào đấy những cái chi tiết sơn tương phản với màu trắng để làm sao nó nổi bật lên được những cái mảng màu trong cái mảng tường của gia đình. Và cái phần bệ cột này thì gia đình chú sẽ sử dụng chất liệu là bằng giả đá các bạn nhé, sơn giả đá để làm sao nó nổi bật lên được cái hình khối khỏe khoắn của toàn bộ cái thân cột. Kết hợp với đấy những cái phần bệ đỡ cột này được thiết kế to ra để làm sao nó tôn thêm được cái sự bề thế của công trình. Và ở đây là cái phần mặt tiền ở phía bên cái mặt sảnh cà phê. Thì bên mặt sảnh cà phê này thì gia đình chú đã khéo léo kết hợp vào đấy một cái hệ dàn lam bằng chất liệu là sắt sơn tĩnh điện các bạn nhé, kết hợp với các chi tiết CNC và một cái hệ mái kính cường lực thì nó vừa tạo ra một cái điểm nhấn cho toàn bộ cái hệ mặt tiền này. Thứ hai, nó vừa có cái công năng là che phủ cho toàn bộ cái phần hành lang ngoài và nó sẽ tạo ra một cái không gian sinh hoạt rất là đặc biệt vào buổi chiều hoặc buổi sáng, có thể sử dụng một ly cà phê ở đây thì rất là tuyệt vời. Kết hợp ở giữa trước cái khu vực là sảnh cà phê này sẽ tạo cho gia đình chú những cái phần bồn hoa cây cảnh để là trồng những cái cảnh vào đấy, tăng thêm cái nét thiên nhiên cho toàn thể công trình. Và gia đình chú sẽ sử dụng toàn bộ ở phần mặt tiền này là chất liệu bằng gỗ palo kính để có thể là xuyên sáng vào các tất cả các cái công năng ở phía bên trong. Ở phần sảnh chính này thì chúng tôi sẽ bố trí cho gia đình chú là 5 bậc để bước lên cái phần nền nhà các bạn nhé. Và gia đình chú sẽ sử dụng là những cái màu đá có cái tính tương phản để là tăng thêm cái điểm nhấn cho toàn bộ cái phần mặt sảnh này. Và ở đây là cái phần mặt sảnh đón của công trình. Thì cái phần sảnh đón này của gia đình chú thì được chúng tôi bố trí thiết kế làm sao nó phải rộng, nó phải phù hợp. Và ở đây phải có một cái hệ cửa 4 cánh các bạn nhé, bằng chất liệu là gỗ lim Nam Phi. Và cái này là chú đóng theo dạng palo kính. Và cái kính này thì là kính trong các bạn nhé, thì để là ánh sáng có thể xuyên vào đây một cách là nhiều nhất cho toàn bộ công trình của gia đình chú. Và 4 cánh cửa này là có thể có kích thước là bằng nhau và sử dụng bằng chất liệu gỗ rất là tốt. Trong đây là khu vực phòng khách. Thì khu vực phòng khách này được chúng tôi bố trí thiết kế cho gia đình chú kết hợp với không gian phòng thờ. Chào bà ạ. Thì không gian này được chúng tôi bố trí thiết kế rộng rãi và thoải mái để làm sao có thể sử dụng đầy đủ cái công năng cho gia đình. Và cái khu vực phòng khách kết hợp với khu vực phòng thờ này được chúng tôi bố trí thiết kế cho gia đình chú với diện tích là gần 44 m². Ở đây thì chúng tôi sẽ bố trí là sảnh khu vực phòng khách ở đây với diện tích 31.97 m² và ngăn cách bởi một cái hệ chiếu võng được gia đình chú cách điệu bằng cái chất liệu là MDF các bạn nhé. Đây, cái chất liệu này là chất liệu MDF để là làm cái chiếu võng cho toàn bộ khu vực phòng thờ. Thì khu vực phòng thờ được chúng tôi bố trí thiết kế cho gia đình chú với diện tích là 12.33 m² và sẽ được giật lên một cấp cao hơn so với phòng khách để là đặt khu vực phòng thờ lên đây. Và trong đây thì sẽ bố trí đầy đủ các cái sập thờ rồi bàn cơm để phục vụ cho một không gian tâm linh của gia đình. Và toàn bộ không gian phòng khách, phòng ngủ và phòng bếp của gia đình chú sẽ sử dụng toàn bộ bằng gỗ các bạn nhé, bằng chất liệu gỗ công nghiệp, sàn gỗ công nghiệp xuất xứ từ Thụy Sĩ. Và ở cái phần thạch trần, phần trần này thì gia đình chú là sẽ sử dụng bằng trần thạch cao. Thì các chi tiết trần thạch cao sẽ kết hợp thêm những cái đèn led downlight, những cái đèn led giải màu kết hợp với một cái hệ quạt trần trung tâm để lấy cái gió cho cái không gian phòng khách này. Và ở đây sẽ là khu vực là để tivi. Khu vực để tivi này thì gia đình chú sẽ sử dụng thêm một cái điểm nhấn chính là một cái bức vách gỗ cắt CNC ở phía sau kết hợp với cái tấm giả đá đây. Đây là tấm nhựa PVC giả đá các bạn nhé. Thì ở đây chú sẽ tạo ra một cái kệ tivi cũng là bằng chất liệu gỗ công nghiệp luôn để là đặt một cái tivi màn ảnh rộng ở đây để phục vụ cho nhu cầu truyền hình của gia đình. Trong không gian phòng khách này thì gia đình chú sử dụng một cái bộ sofa các bạn nhé. Đây là một bộ sofa nửa da nửa gỗ bằng chất liệu là gỗ sồi Mỹ. Đấy, một bộ sofa hình chữ L để là có thể là phù hợp với không gian. Và toàn bộ không gian này thì được bố trí rất là thoáng các bạn nhé. Những cái ánh sáng từ ngoài cửa chính lùa vào
Rồi ở phần sảnh phụ hắt vào thì nó sẽ cung cấp đầy đủ ánh sáng, không khí tự nhiên cho một không gian phòng khách. Tiếp theo là không gian phòng bếp. Thì không gian phòng bếp được chúng tôi bố trí thiết kế cho gia đình chú với diện tích là 28,09 m², và ở đây sẽ kết nối ra khu vực sảnh phụ ở ngoài này các bạn nhé. Và khu vực sảnh phụ ở ngoài này cũng được chúng tôi bố trí thiết kế một cách tỉ mỉ và cẩn thận để gia đình chú có thể thi công một cách hoàn thiện nhất về toàn bộ cái phần sảnh này, để tăng thêm cái điểm nhấn hình khối cho toàn thể công trình của gia đình. Và ở đây thì gia đình chú sẽ sử dụng một cái hệ cửa hai lớp, và cái hệ cửa này là sẽ là ở ngoài là một lớp là bằng nhôm hệ sinh pha. Đấy, còn ở trong là một lớp cửa thép để sử dụng cái bạn trượt các bạn nhé. Đấy, thì hai lớp cửa này thì sẽ tăng có cái tính bảo vệ rất là tốt. Và chú sẽ sử dụng thêm cái hệ rèm để là tăng thêm cái thẩm mỹ và có thể là che bớt cái phần ánh sáng gay gắt vào buổi chiều và hắt vào không gian bếp này. Và không gian bếp này thì gia đình chú cũng sử dụng là hệ trần thạch cao, và chú sẽ làm phẳng các bạn nhé, làm phẳng thạch cao và kết hợp với những cái mâm thạch cao và một cái hệ quạt trần trung tâm ở chính giữa. Toàn bộ là phần sàn bếp này cũng được gia đình chú sử dụng là bằng chất liệu là gỗ công nghiệp có xuất xứ từ Thụy Sĩ các bạn nhé. Ở phần phòng bếp này thì gia đình chú cũng sử dụng toàn bộ là cái hệ tủ bếp bằng MDF An Cường Acrylic. Đấy, cái hệ tủ bếp này thì nó sẽ rất là sang trọng và nó rất hiện đại các bạn nhé, rất là sạch sẽ nữa luôn. Và ở đây những cái phần bàn bếp này thì được gia đình chú sử dụng là đá trắng. Đấy, kết hợp với những cái vân mây, và dưới này là chú sẽ sử dụng là chất liệu bằng gỗ MDF phủ melamin. Rồi, bây giờ tôi sẽ giới thiệu với các bạn là các cái khu vực phòng ngủ mà chúng tôi đã bố trí thiết kế cho gia đình chú. Và phòng ngủ đầu tiên tôi muốn giới thiệu với các bạn, đấy là một phòng ngủ có diện tích 14,85 m². Và khu vực phòng ngủ này sẽ được bố trí đầy đủ các cái hệ cửa sổ để lấy ánh sáng không khí. Một cái cửa sổ ở ngay cái phần sảnh cà phê phía bên trước và một cửa sổ ở ngay cái phần sảnh phụ ở phía bên hông. Và ở đây, trong cái không gian này gia đình chú sử dụng là toàn bộ bằng sàn gỗ công nghiệp, kết hợp với những cái hệ trần ở trên là trần thạch cao các bạn nhé. Và hệ cửa này là hệ cửa bằng nhôm hệ sinh pha kết hợp với kính mờ. Tiếp theo là phòng ngủ số 2. Thì phòng ngủ số 2 được chúng tôi bố trí thiết kế cho gia đình chú với diện tích lớn hơn. Và phòng ngủ này sẽ có diện tích là 13,85 m². Phòng ngủ này cũng được chúng tôi bố trí cho gia đình chú những cái hệ cửa. Một là cái hệ cửa bên hông và hai là cái hệ cửa phía đằng sau để lấy ánh sáng không khí. Kết hợp vào đấy chú sẽ sử dụng thêm những cái chấn song bằng sắt sơn tĩnh điện để là sao? Làm sao nó có cái tính bảo vệ cho toàn bộ khu vực phòng ngủ này. Kết hợp với đấy là cái hệ rèm gỗ các bạn nhé. Đây là một cái hệ rèm gỗ có thể là điều chỉnh được ánh sáng và nó rất là phù hợp với không gian của gia đình chú. Và cũng sử dụng là hệ cửa bằng nhôm hệ sinh pha, và trong đây chúng tôi cũng sẽ bố trí đầy đủ giường tủ để làm sao có một sự tương quan không gian nhất định cho gia chủ có thể sử dụng một cách thuận tiện nhất. Tiếp theo là khu vực phòng ngủ số 2. Thì khu vực phòng ngủ số 2 này là một phòng ngủ rộng nhất của công trình, có diện tích là 19,72 m². Tại sao không gian phòng ngủ này là rộng? Tại vì chúng tôi sẽ bố trí là hai cái giường ở trong này cho bố mẹ của chú. Và trong cái không gian này chúng tôi sẽ bố trí những cái hệ cửa để lấy ánh sáng không khí làm sao nhiều nhất để các cụ có thể sinh hoạt một cách là thoải mái nhất ở trong căn phòng này. Và chúng sẽ bố trí là hai cái giường để là có thể là hai cụ có thể là sinh hoạt cho nó thoải mái. Và các cái hệ tủ thì cũng được chúng tôi bố trí một cách rất là khoa học ở trong không gian này. Và gia đình cũng sử dụng là toàn bộ bằng sàn gỗ với kết hợp với hệ trần thạch cao. Và tiếp theo là một không gian vệ sinh chung. Thì không gian vệ sinh chung được chúng tôi bố trí ngay ở góc này để làm sao bố mẹ của chú có thể là thuận tiện trong cái việc sử dụng nhất. Và không gian này có diện tích là 4,42 m², và sẽ được bố trí hết đầy đủ các cái thiết bị vệ sinh, sen vòi, bồn bệt để phục vụ cho nhu cầu sử dụng của gia đình. Tiếp theo là một khu vực phòng vệ sinh ở ngoài. Khu vực phòng vệ sinh ở ngoài này được chúng tôi bố trí thiết kế cho gia đình chú với diện tích là 4,81 m² các bạn nhé. Và khu vực phòng vệ sinh này thì nó sẽ nằm ngay ở khu vực sảnh phụ luôn. Thì mục đích của khu vực phòng vệ sinh này để làm gì? Thứ nhất là chẳng hạn như là mình đang đi làm vườn, mình có chân tay bận hay gì đấy thì mình có thể là rửa ở ngoài vòi kia, mình có thể đi vào đây để là đi vệ sinh, sau đó là mình sẽ là đi ra luôn chứ không phải vào trực tiếp trong nhà. Thì nó đấy là một cách bố trí rất là thuận tiện cho công trình của gia đình nhà chú. Vâng, và vừa rồi tôi vừa chia sẻ với mọi người một mẫu biệt thự nhà vườn mái Thái theo phong cách tân cổ điển được chúng tôi thiết kế cho gia đình chú Trường. Thì nếu các bạn đang quan tâm đến mẫu biệt thự này thì hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại phía bên dưới và cho chúng tôi những lời nhận xét. Và cháu cũng rất là cảm ơn gia đình chú đã tin tưởng và lựa chọn dịch vụ thiết kế của bên công ty cổ phần kiến trúc Kisato để công ty có thể về đây là thiết kế cho gia đình mình một cái ngôi nhà đạt đúng theo cái yêu cầu và nguyện vọng của gia đình mình. Và hôm nay thì chú cũng là tạo điều kiện để cho anh em truyền thông bên cháu về thăm lại cái dịch vụ thiết kế của bên công ty. Cháu cũng rất là cảm ơn gia đình ạ.
Thì cũng thay mặt gia đình, thay mặt ông và anh chị em trong gia đình, vâng, rất là cảm ơn công ty, dạ, đã cùng với gia đình và thiết kế ngôi nhà cho đến giờ là cũng là về mặt toàn thể gia đình anh chị em cũng rất là toại nguyện, dạ, đối vâng, với ngôi nhà của công ty Kisoto kiến thiết kế cho gia đình. Dạ vâng. Và bên công ty cổ phần kiến trúc Kisato thì cũng muốn gửi tới cho gia đình mình một cái phần quà nhỏ là cảm ơn là gia đình mình đã tin tưởng và đồng hành sử dụng dịch vụ thiết kế của bên công ty ạ. Rồi, xin cảm ơn. Dạ vâng. Và nếu các bạn đang muốn thiết kế cho gia đình mình một mẫu nhà vườn, một mẫu nhà biệt thự 2 tầng, 3 tầng hay bất kỳ một mẫu nhà nào khác thì hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại phía bên dưới để chúng tôi có thể về tận nơi trực tiếp tư vấn khảo sát thiết kế cho gia đình mình một mẫu nhà ưng ý. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ về mẫu nhà đẹp trong chương trình lần sau.